Các vận động viên Nam Sudan này nằm trong số 29 vận động viên của đội tuyển Olympic người tị nạn. Họ sẽ tranh tài tại Thế vận hội mùa hè Tokyo, khai mạc vào ngày 23 tháng 7. Đối với 29 vận động viên mà tôi sắp dẫn đầu, tôi nghĩ chúng tôi sẽ kiên quyết tranh các huy chương. Chúng tôi có các vận động viên môn judo từ Brazil. Chúng tôi có một vận động viên nữ đến từ Iran, đã từng đoạt huy chương môn taekwondo. Các vận động viên đến từ 11 quốc gia, trong đó có Afghanistan, Eritrea, Cameroon và Iraq. Họ sẽ tranh tài ở 12 môn thể thao, từ bơi lội, quyền anh đến cầu lông và cử tạ. Kỳ vọng của tôi đối với tất cả các vận động viên tị nạn là họ cố gắng hết sức và cũng mang đến thông điệp hy vọng cho tất cả những người tị nạn trên toàn thế giới, vì họ đang đại diện cho cộng đồng người tị nạn trên thế giới. Đội tuyển Tokyo được chọn từ các vận động viên tị nạn, hiện đang được Ủy ban Olympic Quốc tế bảo trợ. Thông qua một chương trình học bổng, Ủy ban cho biết họ hy vọng đoàn Olympic này sẽ thu hút được sự chú ý đến hoàn cảnh của hơn 80 triệu người bị thất tán trên toàn thế giới. It's a message to the entire world to make the world aware of the magnitude. Đó là một thông điệp gửi đến toàn thế giới để làm cho thế giới nhận thức được tầm quan trọng của khủng hoảng ngày càng trầm trọng này. Đó cũng là một thông điệp rằng những người bị cưỡng bức phải di rời này làm phong phú thêm cho toàn xã hội của chúng ta. Một góc nhìn được các vận động viên chia sẻ. Cho thế giới thấy rằng những người tị nạn cũng có thể mơ ước và cho thế giới thấy rằng những người tị nạn cũng có mục tiêu và mặc dù họ đã trải qua các cuộc chiến tranh, họ vẫn đang sống với ước mơ của mình. Đây chỉ là lần thứ hai trong lịch sử các vận động viên tị nạn tranh tài tại Thế vận hội. Lần đầu tiên là ở Rio vào năm 2016.